Đây là không gian sản xuất sợi cay trong mắt mẹ của bạn, nhưng đây mới là không gian thật sự của nơi sản xuất sợi cay, làm một thứ thực phẩm rác rưởi trong mắt của mọi người. Sợi cay thật sự là dùng chân dẫm đạp ra sao? Nếu như bạn muốn thực hiện tự do ăn sợi cay, vậy bạn nhất định phải cho người nhà của bạn xem. Đây là một công xưởng sản xuất sợi cay, nguyên liệu làm sợi cay có bột mì, công nhân mở túi bột mì ra đổ vào trong máy móc, sau đó lại thêm gia vị vào đem chúng trộn lẫn cho đều, để cho giải cay có hương vị hơn, còn cần thêm một lượng nhất định phẩm màu và nước, sau đó lại đem chúng đổ vào nhau rồi lại đổ vào trong máy móc trộn đều. Máy móc sẽ nhanh chóng xoay đều để chúng ma sát với nhau sản sinh ra nhiệt năng, sau đó lại đưa vào trong máy đun ở phía sau. Trong thời gian này còn phải khống chế tốt nhiệt độ. Sau khi trải qua nhiệt độ cao đun và phun ra, thân phôi sợi cay đã được hoàn thành. Lúc này sẽ tiếp tục công đoạn bước sau. Máy cắt sẽ nhanh chóng đem chúng cắt thành những thanh có độ dài giống nhau. Trong quá trình này sợi cay sẽ được hạ nhiệt độ để nó cứng lại. Vì để kéo dài thời gian bảo quản của sợi cay, công nhân sẽ đem sợi cay để vào trong dây chuyền để khử trùng. Thông qua nhiệt độ cao đem những thứ độc hại trong sợi cay toàn bộ loại bỏ. Sau đó công nhân mới có thể đem chúng đi đóng gói bán ra ngoài. Bọn họ sẽ dựa theo 8 cái một giải rồi đóng gói lại. Nhìn quá trình này có phải rất sạch sẽ hay không? Bạn ở trước màn hình có còn coi sợi cay là một thực phẩm rác rưởi không? Công nhân luồn 5 sợi dây ni lông sang một cái thùng hoạt động, sau khi đem chúng cột lại đem 5 sợi ni lông đó luồn qua một cái rãnh khác, sau đó công nhân tay cầm tay lái, chân đạp thùng hoạt động để kéo dài nó. Đây là quá trình chế tạo ra dây cột ngựa. Một người nuôi ngựa đủ điều kiện chỉ cần 2 bước, một sợi dây cột ngựa đủ điều kiện lại cần rất nhiều bước. Công nhân đem thùng hoạt động kéo dài 14 mét xong, sẽ đem sợi dây ni lông toàn bộ cố định trên một cái khoen xoay. Sau đó công nhân sẽ kéo một sợi trong số đó quay về, đồng thời đem nó cố định vào khoen xoay. Tiếp đó hai khoen xoay sẽ bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ, sẽ đem 60 sợi ni lông quấn thành 3 sợi. Bước sau khoen xoay ở vị trí cuối sẽ được chuyển động, đem 3 sợi ni lông trực tiếp quấn lại thành một sợi dây cột ngựa. Mà lúc này trọng lượng của thùng hoạt động sẽ quyết định độ bền của sợi dây cột ngựa. Nhà thiết kế sẽ dựa vào công dụng của sợi dây để khống chế trọng lượng của thùng hoạt động. Khi toàn bộ đã quấn xong, công nhân sẽ sử dụng băng keo để cố định lại đoạn đuôi, như thế có thể đề phòng sợi dây bị giã ra. Sau đó đem đoạn cuối cắt đứt, đồng thời dùng dao nóng xử lý lại, liền có thể tiến hành một công đoạn tiếp theo rồi. Vì để cho những sợi dây này nhanh chóng định hình, công nhân sẽ đem nó ngâm trong sáp nóng. Đợi sáp nóng ngấm vào trong dây xong, công nhân sẽ lấy nó ra và phơi khô. Bình thường nếu như gặp phải trời mát, sợi dây chỉ cần phơi ở bên ngoài 2 ngày liền có thể toàn bộ khô hết. Sau khi phơi khô, công nhân sẽ đem nó xé ra đồng thời thắt nút lại. Như thế có thể đề phòng sợi dây trong quá trình sử dụng sẽ bị bung ra. Đem nút thắt hơi qua lửa và cố định xong, công nhân lại cột thêm một nút thắt nữa. Điều này khiến cho người nuôi ngựa khi gặp phải con mồi có thể nhanh chóng thắt được một nút. Sau đó công nhân lại dùng một khung hình tròn, đem nút thắt đó kéo cố định. Lại dùng một miếng da bò sống làm miếng đệm chống ma sát cho sợi dây, tránh cho sợi dây bị ma sát nứt nẻ. Như thế một sợi dây cột ngựa của người nuôi ngựa đã được hoàn thành rồi. Tôi là Đan Đinh, kỳ sau gặp lại. Công nhân nhân lúc những con vịt mái đi ra ngoài, cầm lấy trứng vịt và đem ổ của nó len lén giấu đi. Con vịt mái tội nghiệp không chỉ thân thể không được coi trọng, nhà còn bị trộm rồi. Mà ổ vịt bị công nhân ăn cắp đi, lại là Rolls Royce của lớp duvet. Một chiếc chăn hai người được làm nhung vịt có thể được bán với giá 120 triệu hơn, mà nó tại sao lại mắc như vậy? Con vịt mái bị ăn trộm nhà là vịt trời, một quần thể vịt đặc biệt ở Iceland, bởi vì bản thân được sinh ra ở vùng ẩm ướt thời gian dài, vì thế lông của vịt trời so sánh với lông của những loài vịt khác sẽ giữ ấm và chống nước hơn. Mỗi năm đến mùa sinh sản, nhưng lông nhung mềm nhất và giữ ấm nhất trên thân con vịt trời đều sẽ rụng xuống, mà những phần lông này sẽ trở thành ổ giữ ấm cho trứng vịt, cũng trở thành một trong những nguồn kinh tế quan trọng của dân bản địa. Công nhân sẽ nhân lúc vịt mát đi ra ngoài kiếm ăn, đem lông vịt thu lại. Một cái ổ đại khái chỉ có thể thu được tầm 15 gia nhung vịt, bởi vì loại nhung vịt này chỉ có ở Iceland mới có. Vì thế mỗi năm sản lương chỉ đạt 2 tấn. Những nhung vịt được thu hoạch về không phải được lấy đi làm chăn lập tức, bởi vì những nhung vịt này vẫn còn bị trộn lẫn với lông vịt và cỏ cây, các loại tạp chất khác nữa. Vì thế công nhân cần phải đem nhung vịt này cho vào lò nướng 120 độ, như thế mới tiện cho quá trình phân chia tiếp theo. Nhung vịt sau khi được hong khô sẽ được cho vào một cái máy có lưới lọc, máy móc xoay chuyển tốc độ cao có thể thông qua tấm lưới lọc bớt một bộ phận lớn lông vịt và các tạp chất khác. Mà những tạp chất chưa được lọc ra, công nhân sẽ dùng thủ công mà từng cái một chọn ra, vì để bảo vệ chất lượng của nhung vịt, quá trình này công nhân có thể sẽ cần thời gian vài ngày. Sau đó, nhung vịt được lọc sạch sẽ được đưa vào trong phòng tẩy rửa, công nhân dùng nước rửa qua nhiều lần xong, sẽ dùng một máy nén ép nước ra. Sau đó nhung vịt được phơi khô liền được đưa vào xưởng sản xuất chăn mền. Nhà thiết kế sẽ cân sẵn trọng lượng cho mỗi một góc chăn, dùng thanh sắt đem nhung vịt nhét đầy vào trong mền. Tôi là Đan Đinh, chúng ta kỳ sau gặp lại.